Chào bà con à. Hôm nay mình giới thiệu cho con một số dòng nghĩa địa nè bà con. Số dòng nghĩa địa đây. Đây nhất là Yamaha NF80 nè. Có đề nha, đề cực kỳ không? Yamaha NF80 có đề. Nó 8 ngựa đó con. Quá đẹp luôn. 80 có đề. Dia 85 đẹp cực kỳ không? Có đề hàng các bà con. Yamaha. Đây đó là Kubota hơi 60. Hơi 60. Kubota 62 hơi 60 mà con. Alo. Alo. Đúng rồi. Đây là K8 E8 sinh viên bà con. K8 E8 sinh viên. Đây là K700 sinh viên khúc đặc. Đây đẹp cực kỳ không? Đây là K700 sinh viên khúc đặc bà con. Quá đẹp luôn nè. K700 sinh viên khúc đặc. Còn đây là L60. L60. Là vừa đè vừa giặt đó con. Đây L60 nè. Còn đây E7 đẹp cực kỳ bà con ơi. Quá đẹp luôn nè. Màu xanh vàng luôn nè. Đây E7 có đề đẹp không? Quá đẹp. Có ao luôn bà con. Còn đây E8. Ồ quá đẹp luôn. Cái này đẹp nhất nách luôn. E8 là đẹp khủng khiếp không? A8 này đi. Quá đẹp. Còn hao luôn. Được. Quá đẹp. Đây con A8 có đề. Đây A8 có đề. Đây A8 đây. Này đẹp nhất nách luôn mà con ơi. Đây A8 có đề. Quá đẹp luôn. À, bà con nào có nhu cầu luôn à 0886356207 đó là E8 có đề. Này E7 rồi con, E7 có đề. Đây. Cũng đẹp nhất hết luôn. Quá đẹp luôn bà con. Lóc lát xinh giòn rồi con. Con này con xài biết chừng nào. Quá trời đẹp. Đây là K700 xin bìa khúc đặc luôn. À, này là ga AG65-2 đây, AG đẹp không? 65-2 đây. AG65-2 của ta luôn nha. K700 xin bìa khúc đặc không à. Cái con đẹp đó con, K700 mấy này đẹp nè. Đẹp nhất nách luôn á. Cái con này là hết chỗ chê đó bà con. Quá đẹp luôn. Hiếm hàng nào đẹp dữ lắm bà con. Đây là hàng đẹp không à. Bà con là có nhu cầu luôn nha, 0886356707. Quá đẹp. Đó, số dòng nghĩa địa bà con. Quá trời mấy giờ đẹp. Có 7 giờ là nhức nách luôn rồi. Rồi bà con là có nhu cầu alo nha, 0886356707. Rồi chào bà con nha. Quá đẹp bà con ơi.